Sự kiện Bộ Quốc phòng và Bộ Công an ký kết kế hoạch phối hợp triển khai đề án 06 của Chính phủ về phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 có ý nghĩa quan trọng. Theo kế hoạch, Bộ Quốc phòng và Bộ Công an thống nhất giao Bộ Tư lệnh 86 và Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội là đầu mối triển khai kế hoạch nhằm tăng cường phối hợp khai thác có hiệu quả cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, cơ sở dữ liệu chuyên ngành để hỗ trợ công tác quản lý, tham mưu, hoạch định chính sách, thực hiện các nhiệm vụ quân sự quốc phòng và an ninh. Phát biểu tại buổi lễ, Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an cho biết, nhằm thúc đẩy chuyển đổi số quốc gia, từ năm 2020 đến nay, lực lượng công an đã quyết tâm xây dựng và hoàn thành hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Đây là tài sản chung của quốc gia, là nền tảng quan trọng, là dữ liệu gốc để thúc đẩy chuyển đổi số. Cụ thể, hơn 84 triệu thẻ căn cước gắn chip điện tử đã được cấp cho 100% công dân đủ điều kiện. Lần đầu tiên, Việt Nam có nền tảng định danh quốc gia. Đến nay, đã thu nhận trên 64 triệu tài khoản định danh điện tử. Bộ trưởng Bộ Công an nhấn mạnh, việc hai bộ phối hợp thực hiện đề án 06 sẽ giúp thực hiện tốt các nhiệm vụ phát triển đất nước nói chung và phục vụ hiệu quả các nhiệm vụ quân sự quốc phòng và an ninh nói riêng. Về phía Bộ Công an, chúng tôi luôn sẵn sàng cao nhất để phối hợp, chia sẻ các dữ liệu này theo quy định phục vụ các cái nhiệm vụ chung của đất nước. Thì những cái định hướng khai thác, nghiên cứu thì cũng có thể trên một số những cái định hướng. Cái thứ nhất là khai thác, phát huy cái giá trị cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, căn cước công dân, định danh và xác thực điện tử cho các hoạt động quân sự quốc phòng, nhằm góp phần thực hiện thành công cái mục tiêu chuyển đổi số trong Bộ Quốc phòng, nhất là cung cấp thông tin chính xác cho việc xây dựng các chiến lược, các chương trình, kế hoạch quân sự quốc phòng trên phạm vi cả nước. Phát biểu tại lễ ký kết, Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng khẳng định, việc khai thác hiệu quả cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư có ý nghĩa quan trọng trong thực hiện nhiệm vụ quân sự quốc phòng và phục vụ người dân doanh nghiệp như đăng ký quản lý đối tượng trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự, lực lượng dự bị động viên, dân quân tự vệ, tuyển sinh quân sự, quản lý bảo hiểm xã hội, quản lý xuất nhập cảnh tại các cửa khẩu, thực thi pháp luật trên biển, đấu tranh với các thế lực thù địch phản động cả trên thực địa và trên không gian mạng. Đại tướng Phan Văn Giang đánh giá, thời gian qua, các cơ quan chức năng của hai bộ đã rất tích cực phối hợp thực hiện các nhiệm vụ như cung cấp dịch vụ chữ ký số cho tổ chức cá nhân, phục vụ các giao dịch điện tử, tham gia giám sát an toàn thông tin, hệ thống cổng dịch vụ công, các bộ, ngành, địa phương. Đại tướng Phan Văn Giang nhấn mạnh, thời gian tới, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng có đầy đủ các yếu tố điều kiện thế mạnh để hỗ trợ bổ sung cho nhau trong thực hiện các nhiệm vụ về quốc phòng, bảo đảm an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, thúc đẩy chuyển đổi số, thực hiện đề án 06 của Chính phủ. Cần nghiên cứu đề xuất bổ sung các ứng dụng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư nhằm tạo ra các giá trị mới. Dữ liệu quốc gia về dân cư là nguồn tài nguyên mới, càng kết nối liên thông, chia sẻ, càng tạo ra giá trị mới. Do đó, trong quá trình triển khai thực hiện, các cơ quan đơn vị tập trung nghiên cứu ứng dụng các thành tựu khoa học công nghệ của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư để gia tăng, tạo lập thêm giá trị cho nguồn tài nguyên này. Đặc biệt là ứng dụng công tác tham mưu với Đảng, Nhà nước về xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, bảo đảm quốc phòng an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội trong hoạch định chính sách để phát triển chính phủ số, kinh tế số, xã hội số. Đại tướng Phan Văn Giang đề nghị, thời gian tới các cơ quan đơn vị của Bộ Quốc phòng và Bộ Công an cần phát huy mối quan hệ hợp tác truyền thống, sớm cụ thể hóa các kế hoạch hành động, phân công cụ thể người phụ trách, phân bổ nguồn lực, tổ chức thực hiện thực chất hiệu quả. Theo đó, Bộ Tư lệnh 86, cơ quan làm đầu mối chủ trì, phối hợp của Bộ Quốc phòng, tăng cường giám sát, kiểm tra, nâng cao năng lực thực thi của các cơ quan đơn vị, đề xuất các cơ chế chính sách đẩy mạnh ứng dụng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư trong thực hiện nhiệm vụ quân sự quốc phòng. Các doanh nghiệp công nghệ có thế mạnh của quân đội như Viettel, TKPro tiếp tục đẩy mạnh nghiên cứu, tự chủ tối đa về giải pháp công nghệ, ứng dụng các thành tựu khoa học công nghệ tiên tiến của thế giới, cung cấp các giải pháp nền tảng số phục vụ quản lý nhà nước về quốc phòng, an ninh, bảo đảm an toàn, an ninh thông tin cho các chương trình chuyển đổi số của Đảng, Nhà nước, các bộ, ngành, địa phương.